Ngoại trưởng Sebastian Kurz đêm ngày 15 tháng 10 đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Áo để trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới. Tuy nhiên, đảng nhân dân của ông Kurz chiến thắng chưa đủ để chiếm thế đa số nên sẽ phải tìm kiếm liên minh với một đảng phái khác. Hơn 90% số phiếu được kiểm cho thấy đảng nhân dân đang dẫn đầu với 31,4% số phiếu bầu, trong khi đảng Dân chủ xã hội trung tả nhận được 26,6% số phiếu và đảng Tự do hoài nghi hội nhập châu Âu nhận được 26,5%. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Kurz đã tuyên bố chiến thắng. Đây là thời điểm để thay đổi đất nước, và tôi muốn nói lời cảm ơn với tất cả quý vị đã khiến điều này trở thành có thể. Tôi vô cùng hạnh phúc và mong muốn sẽ được phục vụ cho nước Áo. Ông Kurz từ chối nói về kế hoạch liên minh của mình và cho biết ông muốn chờ đợi kết quả chính thức để xem vị trí thứ hai thuộc về đảng nào. Công tác kiểm phiếu sẽ còn tiếp tục vào hôm nay 16 tháng 10 theo giờ địa phương. Ông Kurz từng là bộ trưởng ngoại giao trẻ nhất châu Âu sau khi được bổ nhiệm cương vị này năm 2013 ở tuổi 27.